Chào mừng quý vị đang theo dõi trên kênh tin tức mới nhất 24 giờ của chúng tôi. Kính chúc quý vị có một ngày mới thật vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Và bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi những bản tin mới nhất trên kênh của chúng tôi. Thủy Tiên Công Vinh rút cả vali tiền, trao tận tay tiền bạc cho bà con miền Trung. Sáng ngày 27 tháng 10, vợ chồng Thủy Tiên Công Vinh đã bắt đầu chuyến hành trình cứu trợ bà con miền Trung đợt 2. Sau nhiều ngày về thành phố Hồ Chí Minh giải quyết công việc, trên trang Facebook cá nhân của nữ ca sĩ viết, hai đứa đã ra đến miền Trung, chia đội đi rút tiền, đội còn lọc lại danh sách người dân. Mới vài chục nghìn dân vài xã mà đã hoa cả mắt chóng mặt, nay có anh bảo vệ áo trắng đi theo, cầm hộ vali tiền yên tâm hẳn. Vợ chồng nữ ca sĩ hiện đang có mặt tại xã Cẩm Thành, Cẩm Vĩnh, Cẩm Duệ thuộc tỉnh Hà Tĩnh để trao tiền đến tận tay người dân. Thủy Tiên cho biết đây là những khu vực người dân bị ảnh hưởng trực tiếp bởi nước lũ đầu nguồn, dẫn đến tình trạng ngập lên đến 3-4 mét. Cô cũng cho biết số người dân bị ngập và kêu cứu đến 33.000 người. Thủy Tiên chia sẻ đây là những hộ dân cực kỳ khó khăn nên mình sẽ trao tiền mặt để họ tái thiết lại cuộc sống. Dưới bài đăng của Thủy Tiên, rất nhiều khán giả dành lời khen và ủng hộ cho hành động đẹp của cặp đôi nghệ sĩ. Cộng đồng mạng đều dành lời động viên và mong muốn vợ chồng Thủy Tiên Công Vinh sẽ tiếp tục cứu trợ bà con vùng lũ. Sau nửa tháng, Thủy Tiên kêu gọi quyên góp được hơn 150 tỷ đồng. Nữ ca sĩ đề nghị vùng lũ đăng ký danh sách với trưởng thôn, cô sẽ công khai thông tin người nhận hỗ trợ để bà con cùng theo dõi, hạn chế sót tên hay xảy ra tình trạng tiêu cực. Cô cho biết 150 tỷ đồng, nghe nhiều, nhưng mỗi huyện vài chục nghìn hộ dân thì tiền hỗ trợ như muối bỏ bể mà thôi. Tôi sẽ cân nhắc sử dụng tiền đúng mục đích và có ý nghĩa nhất. Cựu doanh thủ Công Vinh cho biết, hai vợ chồng anh bay ra Vinh rồi di chuyển bằng ô tô vào Hà Tĩnh. Anh không biết vợ sẽ ở đến bao lâu, nhưng có lẽ hơi lâu vì cả hai dự định sẽ đi một loạt các tỉnh bị thiệt hại nặng nề, bao gồm Quảng Bình, Huế, Quảng Nam, Quảng Trị và Hà Tĩnh. Bản tin của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi trên kênh của chúng tôi. Và quý vị cũng đừng quên nhấn nút đăng ký và chia sẻ để mọi người cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.